There you go. Qua test là phi kim liền, nếu mà phi kim là phi kim liền nha các em, không là nó trắng cái sẹo ra là không đầy được đâu nha. Là mình làm mấy mà bị đuổi lại sang đây chị ăn nuôi. Con trai. Im lặng là đồng ý hay là từ chối vậy? Im lặng là đồng ý đó. Trời ơi, cuối cùng tìm được cái nẻ thì anh không cống vị không từ chối rồi. Bây giờ nói chục người mà chục người từ chối hết rồi đó. Người nó xạo. Người nó xạo đúng không? Dạ cho tôi tặng đúng không? Thích dạ luôn. Em chỉ cần theo chị An thôi. Chị An chỉ cần thiếu, chỉ còn thiếu em nữa thôi đó. Rồi Kim qua đây chị cho Kim làm gì? Chồng chị. Chồng chị. Qua đây xử lý. Edit giúp chị. Có rồi em. Ủa em học bên edit clip hả? Nào, em học bên gì? Em học bên gì? Ừ. Em chỉ cần làm chồng chị thôi chứ đâu cần làm gì nữa. Làm gì chứ? Em chỉ cần làm chị thôi. Ủa? Có đồ liễu không mọi người? Có đồ liễu. Ok, ok. Vạ quá. Chị ăn rồi, tôi mua nem nướng mày ăn chị ạ. Chị nấu cơm rồi hả? Còn sớm mà. Tôi đi ăn cái gì? Chị Quyên đưa cá ra đã đông xong rồi đưa vô cái tủ lạnh lại. Chị Quyên có đam mê, chị Quyên nấu cái đó không được. Cái đấy nó biết nấu món gì giờ? Nó chỉ có lẩu với chả nấu được cái món gì hết đấy. Nấu mẹ đâu không chị? Nấu gì? Không mẹ, mẹ đâu mà nấu. Chứ thị là chỉ có mẹ, có giấm thôi. Mẹ là tự nuôi chứ đâu ra có đâu mà.
Tới cùng nào rời khẩu trang lên nhọn cục đấy. Khiêm có tất cả nhưng Khiêm không có chị thôi à. Cũng cái gì vậy? Xong xíu nữa. Ồ, chưa ăn phần nữa.
lắm mặt đây mình cắn răng đau. Em cắn răng là nó sẽ đau hơn á, thật lòng là đau lắm. Chị đang ấy mà em lấy em cắn răng phát là nó lệch liền luôn, lấy lại lần nữa đó. Mẹ ơi. Khổng nghiệp quá, mụn mọc xung quanh miệng luôn. Thank you.
Đang chị nằm ở đây lấy mụn nhẹ đi rồi còn mặt vẫn hở nữa không đúng đau quá. Nhớ lấy nữa không? Được không? Hả? Tiếp đi. Thôi chứ. Cười chi vậy? Cười cho nó cười chi. Em nhìn em muốn chịu không nổi. Yên nằm yên lấy mụn tự nhiên cười cho nó cười theo à. Đó. Hai cái đứa này. Bắt chung sợi dây gì vậy? Thằng này nó cười làm kiệt cái cười ấy. Đuổi xuống à. Yên không được cười nữa, để Yên đi nghiệp, không được cười nữa, cười làm này cười theo. Có em có cười đâu. Đấy. Mẹ ơi. Này người ta đau mà nó cười. Không có tâm như nào đúng không?
mua viên kim cương 100+ triệu về trả góp. Mày có viên kim cương trên đời mình nhá. Lấy thằng nào đấy nó lên nó trả luôn cho. Hai lần chứ. Thì là cái phong Quên cái mùi vào đấy.